Rồi, xin chào quý vị và bạn. Hôm nay điện máy Song Anh sẽ giới thiệu đến quý bạn cái dòng máy dòng đồ nổ, động cơ nổ thương hiệu Oshima, có mã là JD65. Ngoài ra nó còn có một cái mã JD55 nữa. Thì tương tự với nó là JD55 là 5.5 HP, còn hôm nay là cái JD65 là 6.5 HP. Thì trước hết là đây về vỏ thùng máy đây. Và máy này thì nó có giá niêm yết luôn. Con JD55 là 2.810.000. Còn con JD65 là 2.890.000, hơn nhau khoảng tầm 80.000 thôi. Đó, rồi tạm thời tôi bỏ nó ra nhé. Ở đây là cái máy của chúng ta, màu xanh rất là đẹp. Mà các bạn có thể để ý nhá, cái này nó thiết kế bo tròn các góc và nó thấy kiểu bầu. Đó, nó nhìn nó rất là bắt mắt, thì nó bắt mắt hơn rất là nhiều những cái động cơ cùng cái tầm giá hoặc là cùng cái công suất. Đó, cái này thì nó chỉ nhỏ ngang với cái động cơ 5.5 HP của những cái dòng khác thôi. Nó rất là gọn. Thì rồi cho tôi nói thêm về phụ kiện của máy này. Máy thì đi kèm thứ nhất là tháo buji này. Rồi cá này, cá ở bên trong trong máy luôn nhá. Ở trong cái túi phụ kiện luôn nhá. Và chúng ta có một cái sách hướng dẫn sử dụng như là tem bảo hành điện tử, có Oshima nào cũng có. Đây chúng ta có một cái bảo vệ cái trục. Rồi máy này sẽ là đi xung quanh máy, chúng ta thấy cái gì nhỉ? Xung quanh máy này chúng ta đầu tiên là chúng ta có thể thấy phần ốp giật. Ốp giật chúng ta đã có luôn một cái tem JD65 Oshima này, 6.5V ghi rõ ràng luôn. Đây, nó rất nhẹ thôi, những cái dòng này thì cũng nhẹ thôi. Chúng ta có công tắc ngay bên cạnh này. Đây, đó. Rồi, đến bên này chúng ta có phần lọc gió, bô lửa, ga, các thứ. Máy sử dụng cái lọc gió khô. Đó, như những cái video trước thì tôi có giới thiệu các bạn cũng một dòng của Oshima, nhưng mà dòng ý là của bên bên Thái Lan. Đó, từ đấy là nhập bên Thái Lan và nó sử dụng bô lọc gió dầu thì nó đắt hơn và nó cũng tất nhiên là tốt hơn rồi, tiền nào của đấy. Rồi chúng ta có một cái phần bô lửa của nó thì nó cũng thiết kế vát luôn, cả lọc gió hay bô lửa đều thiết kế vát hết. Nó có in chữ hot này. Cái này thì dùng rất là nóng nhá. Rồi cơ bản là chúng ta có đúng rồi, máy nó vẫn thiết kế như cái khác thôi, có hai phần đổ dầu và phần xả nhớt, đổ nhớt, đổ thì và xả nhớt này. Rồi cái này thì cũng ứng dụng giống những cái loại ống khác, tôi chắc cũng không cần nói. Thì các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ qua cái số điện thoại trên màn hình để tìm hiểu thêm về cái những cái thông số khác của máy, cũng như là để được tư vấn thêm về nhu cầu sử dụng nên dùng cái JD55 hay JD65. Để giá của chúng tôi đã công bố luôn từ đầu video rồi, các bạn có thể tham khảo thêm đó. Hoặc là các bạn có thể để lại cái comment ở bên dưới video, chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn cho các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.